Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ, 19 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thánh Khư tập 426 tiếp tục câu chuyện. Hồng Trần luyện tâm, sở phòng không muốn dính dáng đến người thân của mình, nhưng không thể tránh được. Hắn chỉ muốn đi cùng con qua cả đời, tôn trọng lựa chọn của bọn họ cuối cùng vẫn phải đối mặt hình ảnh chua sót, nhìn hai hài tử chậm rãi chết giả theo tháng năm tuy rằng hắn không muốn đối mặt với chuyện như vậy nhưng điều đó lại phù hợp với con đường mà hồng trần vẫn tiên lộ phải trải qua tận lực sẽ thất bại chân tâm sẽ thành công tự nhiên mà sinh trong vùng trời đất tan hoang này không có linh khí để thổ nào thiên địa tinh hoa mỏng manh chỉ có trải qua hồng trần tự thân cảm ngộ mới có thể thành tựu thần thể trí cường dùng tâm trí đã từng tan vỡ bao hàm tín niệm bất diệt như trần châu sinh ra từ vỏ trai thịt cùng các bụi tranh đấu tàn khốc mới có thể ma luyện ra ý chí trí cường mới có thể có đạo quả vượt qua những sinh linh tiến hóa tiền cấp khác cuối cùng bắt đi thân nhân trần đời mênh mông một mình cô độc sợ phong thở dài thực sự không nhìn thấy một ai cùng thời đại sở khang có không ít hậu bối nhưng đã cách nhau quá nhiều đời bọn họ cũng không nhận thức được sở phong mà sở phong cũng không muốn xuất hiện quá nhiều trước những gương mặt trẻ tuổi kia ở thời đại này bỏ ra chân tâm thì cuối cùng thu hoạch chỉ là thương tâm sau một lần tiễn đưa thần nhân hắn không muốn trải qua lần thứ hai từ nay về sau sở phong đã hoàn toàn rời khỏi tòa thành nhỏ này hướng về phía lòng đất bao la bát ngát đi ngang qua một quốc gia của một chủng tộc, đi qua núi sông vô tận. Trong quá trình này, từ đầu đến cuối, Sợ Phong không hề sử dụng hạt giống còn sống bên trong bình đá. Tuy có khi tìm được loại dị thổ hiếm có nào đó, hắn cũng chỉ cất giấu chứ không thử nghiệm xem hạt giống có nảy mầm hay không. Tranh giành trong hồng trần lúc này mới bắt đầu. Hắn muốn bước đi thật kiên định, dựa vào lực lượng của bản thân, đánh vỡ công cùng siềng xích thành tựu hồng trần tiên về hạt giống không phải hắn bỏ qua mà là mong đợi bản thân sau khi đột phá sẽ đi thể nghiệm con đường phấn hoa xem có thể tiến thêm một bước cố gắng ở trong cùng một cảnh giới để bù khuyết kiếm của bản thân thậm chí còn mạnh lên bởi vì hắn muốn tạo quả cường đại nhất địch nhân của hắn quá mạnh nếu như hắn không thể đi đến cực điểm tấn cấp của từng cảnh giới thì tu hành không có chút ý nghĩa nào cả con đường phía trước đáng sợ mấy vị thủy tổ trong ách thổ cho hắn cảm giác áp lực vô biên cả hoàng cùng diệp thiên đế đều chết trận một mình hắn đi quyết chiến như thế nào Dài đoạn này hắn không có bất kỳ phương pháp nào có thể giết chết thủy tổ chỉ có thể đi trên đất bằng vững bước đi về phía trước đi con đường mạnh nhất bất luận là hệ thống tiến hóa đều không có đến cấp độ hồng trần tiên cấp bậc này phải trải qua tiết điểm vì vậy hắn thả xuống hạt giống. Thậm chí hắn đã phỏng đoán con đường của mình. Bất kỳ người nào muốn đi đến tuyệt đỉnh, trần chính vô địch thiên hạ, đều nhất định phải có con đường độc nhất vô nhị cho bản thân. Học ta người sinh, tự ta người chết. Đây là lời khuyên của một anh linh đã chết nói cho hậu bối và con được lưu truyền đến tận ngày nay. Sở phong cảm thấy điều này hoàn toàn rất có đạo lý. Mà kệ người thiền phú cao hơn Tư chất cho dù tốt Nếu như cuối cùng không thể bước ra Con đường của riêng bản thân Thì cũng chỉ là phụng về bắt trước người ngoài Không thể đi đến bước cao nhất Chỉ có chính bản thân mình Có thể hiểu Thì mới thích hợp với bản thân mình Tự thân cảm ngộ Tiết điểm bấu chốt Mà bản thân bước ra có linh tính Thì đó mới là mạnh nhất Học pháp môn của tiền nhân Xem điều kinh thư Thì đó chỉ là tích lũy là bước đi sơ bộ lên đường cuối cùng phải có đạo của chính bản thân mình. Những năm gần đây vì sở phong muốn đi con đường mạnh nhất muốn bực tìm tòi đi về phía trước phạm một con đường phân hoa hắn đã sớm có đủ loại ngoài ra yêu yêu cũng đem kinh thư của nữ đế truyền cho hắn đó là bảo vật vô giá có thể tìm hiểu có thể tham khảo để hoàn thiện con đường của mình nghĩ đến yêu yêu dù trôi qua rất nhiều năm trong lòng hắn vẫn cảm thấy buồn bã, đau lòng, tiếc nuối. Một nữ tử có hào quang chiếu rọi nhân gian như nàng, nếu như có thời gian trưởng thành thì không biết sẽ đạt đến cấp độ nào, căn bản đã không thể dự liệu. Thiên phú của nàng quá kinh người, thông có mức nào cao nhất. Kỳ thần ta sớm đã có phương hướng. Sở Phong nhẹ giọng nói, những năm nay hắn đại khái đang xác định hướng đi của con đường mình nhưng giai đoạn hiện tại chủ yếu vẫn là tích lũy còn chưa tới lúc chính thức tự mình bước ly lên đường tất cả mọi thứ còn phải chờ hắn trở thành hồng trần tiên mới có thể tính rồi lại đi đào sâu nghiên cứu hơn tích lũy không ngừng đắm chìm trên con đường hồng trần không ngừng nghiên cứu các loại kinh văn tương lai mở ra con đường của mình xây dựng căn cơ thật vững chắc Lùng sở phong gần một vạn tuổi tóc đen hoàn toàn trở thành trắng hắn vuốt sợi tóc trắng như tuyết, lặng lẽ lã một hồi. Trong thời đại tuyệt linh này, hắn đã dần dần già đi rồi. Hắn còn chưa thành tiên, tiếp tục như vậy nhất định không thể tránh khỏi sẽ phải đối mặt với Hồng Trần Tử Kiếp và các bậc tiền bối có ghi chép. Hắn không muốn trốn tránh cũng không tránh được. Năm đó tuy rằng ta mượn trí bảo thời gian tu hành, thọ nguyên hơi hao tổn, nhưng vào thời đại đó, ta vẫn sống tốt với huyết khí cường thịnh so với lúc này mà nói thì chút thỏa nguyên hao tổn đó cũng không phải nhiều. Dù sao, ở thời đại kia, một số tu sĩ rất cường đại, động một chút là có thể sống trên trăm vạn năm. Sở phòng suy diễn, dùng trạng thái thân thể của hắn hiện tại. Trong thời đại tuyệt linh, hắn có thể sống hơn một vạn tuổi, chỉ ít nhất còn có hơn một nghìn năm nữa. Nói lạc quan một chút, có lẽ còn có mấy ngàn năm sinh mệnh tiền nhân lưu đạn rất nhiều kinh văn về con đường tiến hóa phấn hoa còn có con đường nữ đế đi qua hào quang vô địch tựa như xuyên qua muôn thời không truyền đến sở phong nghiên cứu bắt đầu chuẩn bị đối mặt với hồng trần tự kiếp hắn tin tưởng hắn có thể thành công ở cuối con đường này trước khi chết già sẽ lại tân sinh mấy nghìn năm về sau huyết dịch toàn thân sở phong ảm đạm cả người chiến lực cực kỳ nghiêm trọng gần như sắp tạo hóa trong năm tháng rồi. Nhưng trong cơ thể hắn có một chùm sáng không tắt, đó là một đoàn huyết tinh, lúc đầu vẫn nhu hòa, đến cuối cùng ngày càng sáng chói hơn. Đây là lần đầu tiên hắn đối mặt với hồng trần tự kiếp. Từ lâu hắn đã thử nghiệm trên người, thăm dò sơ bộ ra pháp môn và con đường mình sẽ bước ra. Dù thân thể làm núi sông, vẽ ra trường vực, chế tạo đại dược huyết dịch, thân thể biến chất là đất đai núi sông. Lục Trực đặc biệt lấy ra một đoàn huyết tinh trong trường vực thân thể để đào tạo. Đến lúc này, mùi thuốc sông vào mũi, ánh sáng sinh mệnh nở rộ. Cuối cùng thân thể sợ phòng tan vỡ, nhưng cùng với lúc máu thịt bè bét, còn có sinh cơ sôi trào, huyết nhục được cải tạo, một thân thể tràn ngập sinh mệnh được tái tạo. Hắn tỏa ra khí tức mới, lực lượng tân sinh cường đại bắt đầu khởi động hướng tới tứ chi sở phòng sống lại mái tóc đen dày tung bay cơ thể cường tráng như tiên kim đúc thành chấp động bóng loáng tràn ngập lực lượng lúc này tinh khí thần của hắn dồi dào và cường đại chưa từng có ta sống thêm đời thứ hai sở phòng tự nói dựa theo điển tịch ngày xưa ghi chép hắn hiểu rất rõ trạng thái lúc này của mình hắn rất mạnh bước đầu thành công nhưng hồng trần tiên quả vị cũng chưa thành tựu trong thời đại tuyệt linh, hắn chỉ sống thêm một đời, không phải chân chính trường sinh bất tử. Những năm tháng sau đó, sự phong phòng đoán các loại kinh văn tiến hóa, còn hao tổn tinh thần nghiên cứu trường vực, trở rằng con đường của hắn đã rơi vào trường vực đó. Có lẽ do trước đây, có người từng nói với hắn, thiên phú của hắn trên trường vực còn vượt qua cả thiên phú tu hành, nhưng mà trở thành nhân tài kiệt xuất trong lĩnh vực trường vực không phải mục tiêu của hắn. Cho đến bây giờ, đến hôm nay, vẫn như vậy. Hắn có thể vượt nhờ trường vực khai sáng ra một con đường tiến hóa khác biệt của riêng bản thân mình. Năm tháng chuyển lưu, một đời đợt sắp kết thúc. Sở phong lại trở nên giả nua. Tuổi thọ lần này so với kiếp trước còn dài hơn. Ở trong thời đại tuyệt linh thì đó là một con số vô cùng kinh người. Cuộc đời này sở phong dụng tinh thần kết hợp với trường vực xây dựng phụ văn trường vực trong ngọn lửa linh hồn hắn giờ đó đối mặt với hồng trần tử kiếp ở kiếp này trong ngày sắp tỏa hóa linh hồn sợ phong đổ tung thì những một hạt giống linh hồn óng ánh dục hòa trùng sinh sinh trưởng trong ngọn lửa suy kiệt lớn mạnh rồi bám vào thân thể giả nua một tiếng ầm vang trong quá trình lột xác kịch liệt và vô cùng nguy hiểm hắn lại tân sinh một lần nữa năm tháng trôi đi Sở phong một người nhìn ngắm thế gian bi thương cùng cô tịch. Hắn ở trong vùng trời đất này, nhìn qua không biết bao nhiêu đời người biến đổi. Hắn cố gắng tiếp tục tồn tại, không cần đối kháng hồng trần tự kiếp. Rất nhiều vạn năm trôi qua, trước mỗi lần sắp tỏa hóa, hắn đều gian nan mạo hiểm đột xác, cuối cùng sống thêm đời thứ tư. Có một ngày sở phong lần nữa đi về tòa thành nhỏ kia, ngắm nhìn lại nơi đã cùng sở khang sinh sống, hắn phát hiện mọi thứ đã thay đổi, vô cùng lạ lẫm. Rất nhiều vạn năm trôi qua, với hắn thì là đời thứ tư tân sinh, nhưng nhân gian lại trôi qua không biết bao nhiêu thời đại. Một đám rồi lại một đám chết già, thành trì ban đầu từ lâu hóa thành phế tích. Ở đời xa xôi hơn, có một quốc gia nhân loại mạnh mẽ đang thống trị dải đất này. Trên thực tế, quốc gia như thế này cũng thay đổi không biết bao nhiêu lần, căn bản đếm không xuể vài vạn năm thế giới của phạm nhân biến thiên thế sự xoay vần đại thế ngục lặn tất cả đều đã biến đổi rất khó tìm được dấu vết lúc trước sở phong đi vào một tòa thành lớn trên vùng đất này hùng vĩ hơn không biết bao nhiêu lần so với tòa thành nhỏ nằm đó người trong thành người ngựa như nước người đến người đi chen vai nhau có thể nói vô cùng cường thịnh nhưng vạn năm trong hồng trần sở phong đi lại một mình cảm giác thấy vô cùng tiêu điều, thế gian tĩnh lặng, như là chỉ có một mình hắn tiếp tục tồn tại. Dòng người cuồn cuộn trong hồng trần, hắn cũng đã gặp quáng qua, rồi đã nhanh chóng rời đi. Hắn thàn khẽ một tiếng, rời đi một mình. Thời gian không thể ngăn cản khí thế đi về phía trước. Chính sở phong đều đã sớm lãng quên, cuối cùng trải qua không biết bao đời. Hắn lấy dòng đuối làm giấy tuyên thành, lấy trời đất làm bối cảnh vẽ trả bức họa nhân sinh núi sông được cắt lên trận vực trở thành mẫu thể hắn tai ngán tân sinh hắn thành công dùng thân thể giả yếu tân sinh tiên thể mới lại một lần nữa hắn tiếp tục tân sinh không còn giả yếu hắn biết rõ tiếp tục sống rất nhiều đời không ngừng hóa giải hồng trần tử kiếp cuối cùng hắn thành công đời sau mạnh mẽ hơn đời trước hoàn toàn tấn cấp đến cấp độ hồng trần tiên thành tựu đạo quả trí cường ta đã đứng ở khởi đầu mới, cuối cùng đã bước lên con đường của mình rồi. Sở phong tự nói, từ đầu đã không còn chán trường. Hắn lúc này có tín niệm vô cùng cường đại. Dù thực lực bản thân còn chưa đủ, nhưng sớm quyết định muốn bình định ách thổ, diệt sạch quỷ dị. Nhưng quay đầu lại, hắn cũng nhẹ thở dài. Cuối cùng không tìm được một người đồng hành, sớm đã không có người cùng thời đại thời gian bình bồng chỉ có một mình hắn còn bước tiếp trên con đường tiến hóa. Thời đại tuyệt linh dài dằng dặc, không có người theo sau. Trước không thấy cổ nhân, sau không thấy người tới. Con đường này xác định là một con đường cô độc. Trên đời mở mịt chỉ có một mình hắn. Vẫn chưa tới tuyệt đỉnh, chỉ là các bậc tiền bối đều qua đời. Đường hậu nhân bị đứt, cho tới bây giờ chỉ còn lại một mình sở phong ở trên tàn khư ở trong đại thế rách nát Mà thân hắn tiến về phía trước trong sương bù dày đặc hắn muốn tìm một người nói chuyện cũng không được không ai có thể hiểu tâm trạng của hắn hắn cùng với cả thời đại không hợp nhau người và phật có quan hệ với hắn đều hóa thành tro tàn trở thành bọt nước trong bãi bể đương dâu ngay cả đứng trong biển người muốn phía phồn hoa rực rỡ nhưng mà trong lòng hắn đã có cô độc muôn đời không hóa ra Khắp hồng trần thịnh thế cũng không ngăn được vắng lặng trong lòng hắn. Sở phong đi qua từ trong cự thành, vạn trường hồng trần, vô số người đều trở thành phong cảnh trên đường của hắn. Mà trái lại bản thân hắn cũng là một đường điểm xuyến, u tĩnh cho thế gian này. Hắn dùng lực lắc đầu, không có gì không thể chấp nhận. Cho dù chỉ còn lại một mình hắn, hắn cũng sẽ không nghỉ chân. Cuối cùng có một ngày sẽ khiến nuốt muôn đời, giết tới ách thổ. Hơn mười vạn năm nay Hắn sống một đời lại một đời Không ngừng tái sinh, thoát thai hoán cốt Sở phong xác định bản thân rất lớn mạnh Năm đó Hắn đã có thể địch với sinh vật cấp tiên Hiện giờ trở thành hồng trần tiên chân chính Hắn tự nhiên ngày càng sâu không lường được Không thể nghi ngờ bàn tay liền có thể trấn xiết Người tiên hóa cấp tiên Một người có thể quét trừ tế tiên Nhưng hắn không có chút vui sướng Cuối cùng có thể thành tựu thập quan vương giả Người nào chưa từng đi đến bước này Càng không nói đến là sinh vật cấp độ tẫn Hắn phải đi con đường rất dài Từ sau đó Hắn cần đi ra con đường thuộc về bản thân Mọi thứ đều chỉ đã bắt đầu Trước mắt Hắn không có đối thủ Không thể đi tìm sinh vật quỷ dị Nghiệm chứng Giai đoạn hiện tại Hắn cần phải ngủ đông Kiềm tốn ẩn nhẫn Và một ngày kia Hắn có thể địch nổi thủy tổ Cần hắn sông lên trời hắn sẽ không chút do dự đào xuống ách thổ viết chiến cao nguyên ngay cả trở thành hồng trần tiên cũng không có lừa đỉnh xuất hiện không có thiên kiếp hiện chiếu như quá khứ có quan hệ với hộp đá đồng thời cũng có duyên cớ trời đất thành cũ lôi trì của hoang hủy diệt rồi cũng có thủy tổ phá hủy đại đạo sẽ rách trật tự chư thiên còn có sinh linh tối cao chém ra thiên ý nhất đao còn có thể có lối kiếp gì không cần thiên kiếp khảo nghiệm con đường của bản thân ta là kiếp lớn nhất của ta sở phong nói nhỏ lại lên được hắn chỉ cần làm đến mạnh nhất cuối cùng có một ngày hắn tin rằng dù cho lối kiếp xuất hiện ở trước mặt hắn cũng dịu ngoan vô cùng không cần dùng lôi quang mày thể tôi hồn nữa thời đại tuyệt linh thật là một niên đại không thích hợp cho sinh linh tu hành thế giới như vậy làm cho rất nhiều người thiên tư siêu tuyệt đều sẽ cảm thấy tuyệt vọng cấp bội không có cơ sở tiến hóa cho dù là sở phong những năm gần đây cũng sâu sắc cảm nhận được loại áp chế này như một ngọn núi lớn nặng nề đặt trên đỉnh đầu của người ta làm cho người tiến hóa sắp hít thở không thông linh khí khô cạn thiên địa tinh túy loãng đến gần như không cảm ứng được làm sao đi tiến hóa làm sao đi thực hiện siêu phàm sở phong có thể ở điền đại này thành hồng trần tiên thật sự không dễ dàng chung quy là sống qua tự kiếp sinh mệnh có thể kéo dài, không cần lo lắng chết già ở trong điền đại đặc biệt này. nhưng mà sau khi tới đỉnh vực tiền đạo, hắn vẫn cảm thấy khó giải quyết. tuy đang ở trong năm tháng rất dài, cũng sẽ không hết buồn rầu việc tuổi thọ cạn kiệt, nhưng mà muốn nhanh chóng tiến hóa cũng vô cùng khó. đáng sợ nhất chính là trật tự trời đất gãy, pháp tắc không đầy đủ, đại đạo vỡ vụn điều này đối với sinh mệnh thể lĩnh vực tiền đạo mà nói là tính tai nạn lớn bởi vì muốn tiến tới muốn tiến hóa tiếp hắn cần đi tham ngộ đại đạo cần đi thể ngộ trật tự quy tắc nhưng những thứ này mỗi chút đều đứt đoạn không trọn vẹn tiêu tàn trong lòng sở phong trầm xuống hắn đi lại trong hồng trần thường đưa tới giữa xanh sơn đại xuyên sập đổ sợ rất nhiều năm cũng không thấy trời đất tiết trời ấm lại thậm chí loại áp chế này càng khủng bố hơn nếu còn tiếp tục như vậy Ngay cả người tiến hóa cấp bậc thấp nhất Cũng không thể xuất hiện Trên đời không còn tu sĩ Trên thực tế Sở phòng lo lắng không phải không có đạo lý Đi khắp thiên hạ Thật sự không phát hiện bất kỳ một người tiến hóa nào cả Tuy rằng cực kỳ gian nan Nhưng mà sở phòng cũng không từ bỏ Cho con đường tiến bộ Không chút nổi giận Vẫn đang đặt xem kinh thư Nghiên cứu tràng phục, Đi con đường của mình Hắn dùng lòng đang mài bản thân từ nhục thân đến tinh thần hắn mong ước càng thêm viên mãn ở trong lĩnh vực hồng trần tiên chắc hẳn có cực điểm mới đúng hồng trần tiên đã xem như lĩnh vực tuyệt đỉnh có thể hoành áp trừ tiền thế gian nhưng hắn tin tưởng vững chắc ở đỉnh phong của tiên có cực điểm kim tự tháp hắn phải đứng trên đó tình cảnh của hắn cực kỳ gian nan không cảm ứng được đại đạo không chạm đến trật tự quy tắc sáng lạng Thế gian chỉ có nửa bóng vuốt Trần Nghĩa vỡ nát còn lại Sở phòng sống đến vực ngoại Quan sát cả đại lục vô cùng khổng lồ Đại địa phía dưới chắc chắn Từng là một mảnh tổ địa Và tịnh thổ đặc biệt trong vũ trụ này Nhưng hiển nhiên Hiện giờ mọi thứ đều tàn phá Hắn xâm nhập tinh không ngẫu nhiên phát hiện Có tinh cầu sinh mệnh Nhưng linh túy phía trên càng không thể tìm Đại đạo ngày càng không hiện Còn kém xa đại lục kia Sở phong biết hắn nên rời đi Sẽ rách giới bích của đại vũ trụ Đến đại thế giới khác Xem thử một trời đất khác Có phải đều cằn cỗi như thế hay không Ngày đó một luồng ánh sáng phát ra Ở sâu trong vũ trụ hắc ám Sở phong dùng sức mạnh trí cường Của hồng trần tiên bổ ra vũ trụ Rời khỏi thế giới này Cảnh tương tự không có quá nhiều Đại hoàn cảnh ra vào Vẫn là một mảnh tuyết địa tuyệt linh Sở phong xuyên qua khu vực hỗn độn đột phá tiến vào trong bộ đại thế giới mới tinh, vẫn chưa nhìn thấy chút khởi sắc nào. Khắp nơi đều là núi đổ, sụp đổ. Tuy hơn mười vạn năm trôi qua, dưới tầng đất cũng còn giữ lại rất nhiều tàn khư, linh khí khổ héo, người tiến hóa đất đoạn, nhân gian không còn tu sĩ nữa. Trong lòng hắn trầm trọng, từ nay về sau không có ai có thể tu hành sao? Sở phòng đi bộ tới lui ở một khu vực lớn, vượt qua biển núi, tìm kiếm dấu vết của quá khứ, Muốn chạm đến đại đạo và quy tắc còn sót lại Nhưng cuối cùng hắn thất vọng rồi Vẫn chỉ tìm được một chút trật tự vỡ còn sót lại Hơn nữa theo thời gian chuyển rời Tình huống còn đang chuyển biến xấu Sợ phong tìm được rất nhiều di tích Từ trong đó khai quật trong một vài Đá các bia văn điển tịch còn sót lại Cho dù là ghi chép có liên quan tới tiến hóa Hay là phụ văn tràng phực Đều bị hắn thu nhận sử dụng nhất là cái sau càng được hắn trọng điểm thu thập. Nhưng mà hắn cũng không mang đi bản gốc. Hắn tin tưởng vững chắc sẽ có một chút đại địa hồi xuân. Những ngọc thư bia văn còn sót lại sẽ trở thành bồi lửa, làm cho tu sĩ tái hiện nhân gian. Sở phòng thăm dò tàn khư ở thế giới này, thăm ngộ pháp và con đường của mình, dừng trú hơn ngàn năm. Thời gian tuần phiền không biết bao nhiêu thế hệ, nhưng hắn tin tưởng Quả thật không có một tu sĩ Ngàn năm quang âm Hắn đi khắp thiên hạ Ngay cả một sinh linh bước đầu bước trên con đường tu hành Cũng không gặp được Con đường tiến hóa đã đứt Tất cả địa vực vô siêu phàm Đã có khoa học kỹ thuật văn minh phát triển Tuy rằng rất khả quan Nhưng mà khi nghĩ đến thủ đoạn Của thủy tổ và tiền đế Sở phong nhẹ nhàng thở dài Cái này không thay đổi được đại thế Một ngày nào đó Ở cuối tinh không sở phong lại một lần xé mở giới bích của đại vũ trụ rời khỏi thế giới này một mình sở phong đi trước lại qua mấy vạn năm hắn có chút thất vọng bởi vì trước sau không thấy đại địa hồi xuân thời đại tuyệt linh càng ngày càng tàn khốc hắn thăm dò truy tìm muốn đào ra tất cả cổ sự tìm ra đại thế giới khắp nơi tái hiện hôm qua cuối cùng có một ngày sau khi hắn tiến vào một đại thế giới nào đó quy cách cực cao, cảm nhận được khí tức khác biệt ở trong vũ trụ này có tiên. Điều này làm cho hắn phấn chấn không thôi, tìm được người đồng hành rồi sao? Nhưng mà hắn rất nhanh tỉnh táo lại, trừ khi đã cố nhân mà không hắn không ứng hiện thân gặp mặt. Hắn không muốn trước khi chưa trinh phạt ách thổ, ở nhân gian lưu lại dấu vết khả nghi, tránh cho sinh vật cấp độ tẫn phát hiện manh mối. Cẩn thận chút, không có sai lầm vẫn tốt hơn sở ý. Hắn tin tưởng dùng hộp đá che lấp ký tức Người ngoài rất khó cảm ứng được Sở phong tiếp tục ngủ đông Ở thế giới này Trừ đào cổ tích Thu thập các loại kinh văn điển tịch Ngày càng đi sâu nghiên cứu con đường tiến hóa tràng phực ra Hắn cũng đang quan sát tiền của thế giới này Vũ trụ này vẫn là nơi tuyệt linh Rất nghiêm trọng Trừ mấy mấy vị chân tiên ra Không có tù sĩ khác Trạng thái của sinh linh cấp tiền còn sót lại Cũng không tốt lắm Càn nguyên cùng một vài người bị thương nghiêm trọng. Có một vài người tiên cảnh đã hết sức giả nu và trạng thái mỏi mệt. Sở phòng bình ngộ, ngay cả chân tiên cũng sẽ chậm rãi giả đi ư. Chỉ là quá trình này cực kỳ thong thả mà thôi. Ở thời đại tuyệt linh dần dần đột ngột hiện ra. Khó tranh chưa bao giờ có người nói chân tiên có thể vĩnh hằng, quả nhiên là có đạo lý. Cuối cùng sở phòng lặng yên không một tiếng động rời khỏi thế giới này bởi vì hắn không thể bởi vì những chân tiên không quen biết này mà dừng lại. Hắn phải đi khắp các trừ giới, hoàn thiện đạo của mình. Những năm gần đây, hắn sưu tập được các loại kinh thư, bí văn cổ sách vân vân, khẳng định pháp của mình có giá trị tham khảo rất lớn. Ở trong năm tháng kế tiếp, sở phong ngợp vũ trụ khác cũng từng phát hiện qua tiên nhân, hoặc một, hoặc hai người, hoặc ba năm người, không có nhiều sinh vật tiền đạo của thế giới kia so với trước kia. Thời gian trôi mau, nhoáng thì một cái lại trôi qua hơn mười mấy vạn năm. Sở phong tin chắc, ở thiên đại khó khăn nhất này, hắn đã đi tới cực điểm của tiên. Ở trong lĩnh vực này, hắn cũng không thể đi tới trước được nữa. Hắn tin rằng, đối mặt với người tiên hóa cấp tiên thành đàn thành phiến, hắn có thể một đường đánh xuyên qua, nâng tay để có thể tiêu diệt sinh vật quỷ dị cấp bậc này. Sau đó không lâu, Sở Phong lại đi đến đại thế giới Quỳ cách cực cao kia. Kết quả phát hiện trong mười mấy vị chân tiên, người có hoàn cảnh ngày càng tồi tệ. Trong đó có hai người căn nguyên rạn nứt nghiêm trọng, dị thường già đua và mệt mỏi. Ở thời đại tuyệt linh, bọn họ rất khó chạm đến đại đạo, cũng không cách nào hấp thu lượng lớn linh khí và thiên địa linh túy, cực kỳ suy yếu. Tiếp tục như vậy, thực sự có thể sẽ xuất hiện tình cảnh tiền nhân ngã xuống. Trên thực tế, bởi vì có biến cố xảy ra, ngày chân tiên tiêu phong còn sớm hơn cả sở phòng dự đoán. Một ngày này trong trời đất, về tích hiếm thấy lại hiện lên, cuối cùng ngưng tụ thành một thanh đao mơ hồ, rồi sau đó dọc theo quỹ tích khó hiểu chém xuống. Có chân tiên gạo thét, con người tiến hóa giả đi căm tức, nhìn đồ đao không rõ ràng trên vòng trời, nhưng vô lực thay đổi được gì. Ngày đó căn nguyên chân tiên trừ thế đều hỏng mất, tất cả chân tiên đều ngã xuống. Thiên ý nhất đào trước kia tái hiện, ngay cả chân tiên cũng không buông tha, làm cho người tiên hóa của thế gian gần như hoàn toàn tuyệt diệt, khó tìm thấy tù sĩ nữa. Sở phòng chính mắt thấy một màn này, nắm chặt nắm tay trầm mặc, vô lực thay đổi cái gì. Nhìn mười mấy vị chân tiên lần lượt hóa đạo chết đi. Hắn biết hộp đá nổi lên tác dụng, che đậy mọi thứ. Thiên ý nhất đào không tìm ra hắn, tuyệt tình thời đại, cắt đứt đường và tính mạng của tất cả người tiến hóa. Đây là chân tướng của thế giới này. Trên cao nguyên, ba vị tiên đế đứng ở đó vẫn không nhúc nhích, lạnh lùng đảo qua chư thế, không có chút tình cảm dao động. Thiên đế nhất đảo đó vẫn là năm đó chém xuống, nhưng mà trên thế gian có quỹ tích còn sót lại lưu lại. Hiện giờ bọn họ kích phát tàn đau đại biểu cho thiên bệnh kia, cũng thu gặt hết chân tiên không đặt trong mắt diệt cỏ dại tận gốc khi cày bừa phụ xuân sẽ có yên lặng năm tháng dài đầu trước đi một vị tiên đế mở miệng thủy tùng cổ đông ở cuối cao nguyên mà ba vị tiên đế quỷ dị cũng phải đi dưỡng thương cũng có khả năng sẽ nhận được vật chất nguyên sơ nói như vậy có khả năng tiến quân lĩnh vực thủy tổ trong năm tháng khá dài hơn phần nửa bọn họ sẽ không xuất hiện sợ bên ngoài xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn vượt qua khống chế của bọn họ cho nên kích hoạt thiên bệnh nhất đao thẳng đến ngày này trôi qua ba người đều lại vết đao bên ngoài với tính hoàn toàn tiêu tán bọn họ biến mất ách thổ trở về yên tĩnh vận đổi sao rời năm tháng biến thiên cách trận chiến cuối cùng đã qua hơn trăm vạn năm sở phong đi lại ở các giới dựng thần cực điểm của tiên hắn cũng không đồn đóng cho dù trời đất trước sau ở điền đại tuyệt linh hắn vẫn bình tĩnh đối mặt đi con đường của chính mình. Hắn kiên nhẫn mà luyện bản thân, từ thân thể đến tinh thần. Hắn hy vọng không có một tia tỷ vết nào ở một lĩnh vực chân chính này có thể quan sát trừ thế địch. Một người có thể đánh giết tất cả sinh linh cùng cấp bậc trong ách thổ. Hắn nghiêm khắc yêu cầu chính mình như vậy bởi vì hắn thật sự không biết vào một ngày nào đó trong tương lai lúc hắn có tư cách giết vào cuối cao nguyên đến tột cùng phải đối mặt với mấy quái vật cung cấp bậc Dù sau đây đó có vật chất nguyên sơ Có thể thấy được sức mạnh to tớn quỷ dị Làm cho Thủy Tổ không ngừng sống lại Ngày này Sở Phong mở ra con đường của mình Sau khi diễn dịch Pháp của mình Tâm thần chấn động Trong mắt hắn tràn vật tiến hóa Lộ ra càng ngày càng rực rỡ Có cảm giác đại triệt đại ngộ Hắn nhìn xuống đại địa Âm vang có được nói Trừ thế gian Đại đạo sụp đổ trật tự quy tắc gãy khó có thể chạm đến nếu đã không có đạo vậy do bản thân ta đến lập đạo chỗ dựa thân đó là vùng đất mà pháp thắc và trật tự tái sinh do ta mở lấy thần lập đạo trên thế giới đại đạo đã sụp đổ chỉ có mảnh vỡ vụn vặt xác thực đó chạm đến tại nơi tàn tích giữa năm tháng này sinh vật tiến hóa rất đau lòng có lẽ cũng không thể nói là đáng buồn bởi vì ngoài sở phong ra, trên thế gian này không còn tu sĩ nào nữa. Đôi mắt của sở phong sâu thẳm, lấy hắn nằm quyền điểm đan dệt ra từng dài thần liên trật tự. Tuy là quy tắc tràn lan, chìm vào hư không, dấu vết của đạo ẩn hiện cộng bên cùng đối sông vỡ vụn. Hôm nay hắn đã hiểu thấu rằng không cần phải hướng đến trời cầu đạo, tự thân ở đâu cũng có dấu vết của đạo. Mọi thứ hắn nhìn thấy đều là trật tự, thiên địa bị duyên thủng, đại đạo bị phá vỡ, các giới đều trở thành đống đổ nát. Nhưng trong đống đổ nát đó vẫn có kinh văn được tật lại, có ý nghĩa chân chính lưu truyền, có kinh nghiệm của các bậc tiền bối để đại. Tất cả những kinh văn, Trần ý, kinh nghiệm đều treo trên thế gian, là một ngọn cây cọng cỏ, là một bông hoa, một chiếc lá, là một hạt cát, là mây trôi biển cả, là núi sông sao trời, là vạn vật xuất hiện trên thế gian. Lúc đầu ai đang truyền đạo là người đi trước từ bình quan sát núi sông sờ cỏ cây xuống biển nhìn tinh cầu hay là chạm đến vạn vật như thế mới dần dần có đạo sở phong đứng trên mặt đất quanh người đều là quang phụ văn đan sen lấy hắn làm trung tâm phác họa đã dấu vết của đạo thuộc về riêng hắn hiểu được đại đạo vô hình hư ảo phiêu diêu này sinh ra đã có thể chạm vào được vốn là hư vô nhưng lại được người đi trước từng bước phát hiện là sinh linh tự bình mở ra. Sở phong bắt trước người đi trước của các thế hệ, lấy từ trong núi sông, giữa cây cỏ, trong vạn vật. So với người đi trước, xuất phát điểm của hắn rất cao, đã là tiên tri cực điểm, bất luận là máu thịt hay là trong hồn quang đều đang xen dấu vết đạo của chính hắn. huống hồ hắn đã chọn con đường trận vực tiến hóa, mang lại cho hắn khả năng vô hạn. Trận vực là gì? Vốn là từ thiên địa vạn vật trong tay, khắc họa ra phủ văn siêu phàm, hòa quyện cùng khí lực mạnh mẽ của cỏ cây, lấy sức mạnh hùng vĩ của núi và biển, mượn sức mạnh rực rỡ của tinh hà, công bình với vạn vật ở khắp mọi nơi. Sở phòng đi con đường trận vực tiến hóa, không phải là muốn bố trí các loại trận vực trên thế gian, mà làm muốn lấy trận vực để nhận ra sự tiến hóa của chính mình, hóa vạn vật để mình dùng. Vĩ lực ở phương nào. Trong biển cả trên trời xanh, giữa các vì sao, nó ở khắp mọi nơi, treo lơ lửng bên trên vũ trụ phản vật. Đây chính là con đường của sở phong, thích hợp với đạo của hắn. Trong tàn tích năm tháng, đại đạo vô hình đã băng tán, không hiển hiện trên thế gian. Vậy hắn sẽ từ trong vạn vật hữu hình đi tìm, đi thăm dò, đi mở tích. Đó không phải là một điều đột nhiên ngộ ra hắn đã đi trên con đường này nhiều năm như vậy, nhưng hôm nay chỉ là cảm xúc mãnh liệt nhất thời mà thôi. Năm đó sau khi hắn xác định con đường của mình, hắn nhảy loi tiến lên trong sương mù, không có người đồng hành. Hắn từng mình bước về phía trước. Đôi mắt sở phong sáng rực, hòa nhãn kim tinh nằm đó, này đã sớm tiến hóa đến trình độ không thể tưởng tượng được. Sau khi trở thành hồng trần tiên, đạt tới tầm vóc đỉnh cao, đôi mắt của hắn dường như có thể thấm nhuận u minh, nhìn thấu được vạn vật thế gian. Hắn nhìn ngọn núi nguy nga trước mặt, dù bị gãy nhưng trông vẫn hùng vĩ và uy nghiêm. Trong phút chốc, cùng núi hùng vĩ bao la trong mắt hắn ngưng tụ thành một mảnh phủ văn, đó là sức mạnh của núi sông. Sở phong đi về phía trước, xem núi sông tự như đang đọc hết thiên hạ thư quyển này đến quyển khác. Trong mắt có các phủ văn đớt qua rất nhanh, hắn vừa đi vừa nghỉ cộng minh với vạn vật lấy núi sông làm sách quan sát hoa văn tự nhiên thuộc lòng bản chất lực lượng trong núi tất cả đều hóa thành trận vực phủ văn trong núi sông cũng từng có người đi trước dừng chân khắc kỳ dấu vết theo năm tháng vẫn chưa hoàn toàn bị xóa sạch giống như những người đi trước sở phong bắt đầu lại từ đầu từ trong vạn vật rút ra thứ mình cần nhưng hắn có ưu thế hơn người đi trước dù sao hắn nghiên cứu trận vực trực tiếp từ thăm dò bản nguyên. Cho nên, ở thời đại tuyệt linh này, hắn không hề sợ hãi mà bước trên con đường của riêng mình. Trong mắt hắn, một hạt bụi, một ngọn cỏ, vạn vật núi sông đều là kinh thư, đang chờ đợi để được đọc. Có lẽ có rất nhiều kinh văn tự nhiên, có ý nghĩa không lớn, thiếu đi vị lực, nhưng phụ văn cô đọc, hòa văn lấp lánh, trung quy cũng ẩn chứa một chút hào quang sáng chói. Làm sao hắn không thể đạt được bất cứ điều gì bằng cách tinh luyện, trích xuất và diễn dịch ra các phụ văn dày đặc. Trong quá trình tích lũy của ngày qua ngày, hắn đang mở ra con đường của riêng mình, lấy thân lập đạo. Xung quanh hắn có các ký hiệu óng ánh được sắp xếp như những vì sao treo lơ lửng, diễn dịch ra trật tự và dần dần đan xen các dấu vết của đạo vạn vật đều là vật chất hữu hình của trận vực. Ngày qua ngày, năm này qua năm khác, sở phong đi giữa núi sông, ẩn hiện trước vết tích cựu thổ, không ngừng mở đường tiến về phía trước. Sở phong đắm chìm trong loại khám phá ấy, không ngừng thu được những giác ngộ mới, càng ngày càng cảm thấy con đường trận vực tiến hóa này phù hợp với hắn nhất. Mỗi ngày đều đạt được thành quả mới. Nhật là trên thế gian có tồn tại những địa thế đặc thù mà số lượng lại không hề ít, nhưng mà trời lạnh sườn núi đứng ở nơi đó hắn như được chứng kiến sự tái hiện của thời đại thần thoại trong lịch sử trong thoáng chốc hắn nhìn thấy một ngôi sao lớn bị tiên nhân từ bên ngoài thế giới đột nhiên ném ra chứa đựng sức mạnh hủy diệt trời đất phá vỡ trật tự phá vỡ bức tường của đại thế giới sắp sụp đổ và nhấn chìm vùng đất này trên mặt đất có người đi trước dương cung đặt tên phủ văn bốc cháy sức mạnh vô hạn đang khuấy động mỗi tên xuyên qua thiên khung, viên tinh cầu bị chân tiên ném ra ngoài đều nổ tung. Trong khoảnh khắc, nhiều loại phủ văn chói loại nở rộ, một loại hoa văn bản chất phi thường nào đó chiếu lên sườn núi tạo thành một mảnh tuyệt địa. Nó được tạo ra bởi một mảnh địa thế đặc thù có sức mạnh của mặt trời lặn. Sở Phong kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn thông qua địa thế hoàn toàn truy tìm được ngọn nguồn của sự hình thành một vùng đất hung ác nhìn thấy được những thứ cốt yếu nhất. Thế gian tự nhiên có không ít địa thế đặc thù được gọi là hung thổ tuyệt địa, nhưng rất ít người biết được chúng được hình thành như thế nào. Một số được sinh ra một cách tự nhiên, một số là do các trận chiến giữa chân tiên thời đại cổ lão, thậm chí là đạo tổ cùng với tiên đế, vân vân. Với những dấu vết đạo huyền thủy được phản chiếu lên núi và sông, có lẽ trận vực tồn tại cũng là bởi vì có người nhìn thấy tiểu khoa văn nguyên sơ được chiếu trên địa thế đặc thù vào đúng thời điểm, từ đó mô phỏng vài nguyên khắc ở những địa vực khác nhau, từ đó mô phỏng và tuyên khắc ở những địa vực khác, người tạo ra một địa thế có lực sát thương tương tự liền có đủ loại nghiên cứu về trận vực. Sở phòng tự nói, hắn nghiên cứu trận vực không phải là vì tạo dựng những địa thế kia mà muốn ngược dòng lấy núi sông đảm kinh quyền chọn ra hoa văn có trong vạn vật, từ đó mở ra đạo của chính mình. Năm tháng lặng lẽ trôi qua, không biết từ lúc nào, nhiều năm nữa lại trôi qua. Các vương triều nhân gian trải qua nhiều thế hệ đã thay đổi, thậm chí có một số chủng tộc còn bị diệt vong trong chiến đoạn. Sở phòng không biết mệt mỏi, hành tẩu khắp nhân gian, nhìn sấm xét quét ngang biển cả, nhìn vực sâu lớn nuốt trăng và sao, lĩnh hội pháp và đạo của chính mình. Một vạn năm, hai vạn năm mấy chục vạn năm vội vã trôi qua hắn ẩn hiện trong các vũ trụ khác nhau đứng sừng sững trên thanh minh lang thang trước biển cả máu tươi đến giai đoạn này hắn đã triệt để dấn thân vào con đường của riêng mình và không ngừng hoàn thiện con đường sáng lạng và đầy hứa hẹn này không có điểm cuối cùng sở phòng đứng trên một mảnh đất chết không có một ngọn cỏ trong mắt hắn hiện lên phủ văn có thể nhìn thấy bản chất của nơi đây trong nháy mắt, hắn nắm giữ tất cả hoa văn ẩn chứa trong mảnh tuyệt địa này. Hắn tiến thêm một bước diễn hóa, đồng thời từ bên trong da thịt hắn động đậy một lượng lớn phù văn đặc thù. Trong hư không, phù văn đặc thù biến thành những tiên kiếm dài đặc, can quét bầu trời và mặt đất. Chỉ một đòn này đã đủ để chém những chân tiên thành từng mảnh. Hắn hiểu được thủ đoạn công kích khủng khiếp này chỉ từ một nơi hung địa đặc thù. Đây chính là con đường của sở phong, bao hàm vạn vật đất trời, từ đó tiến một bước diễn dịch và thăng hoa hơn nữa, đồng thời mở ra đảo của riêng mình. 120 vạn năm đã trôi qua, kể từ trận đại quyết chiến, sở phong thở dài. Trong nhiều năm như vậy, hắn chưa từng gặp qua những sinh vật tiến hóa khác. Thời gian dài dằng dặc trôi qua, khiến cho hắn tích lũy đủ kiến thức sâu xa. Hắn cảm thấy mình hẳn có thể đột phá đến lĩnh vực tiên vương. Trên thực tế, trước đây hắn đã từng cảm thấy như vậy, nhưng hắn vẫn một mực không phá quan, mà từ đầu đến cuối luôn khám phá những con đường mới cũng như hoàn thiện một hệ thống mới. Bởi vì đối với hắn, con đường trận Phật tiến hóa quá quan trọng, nhất là ở giai đoạn đầu, không có chỗ cho bất kỳ thiếu sót nào. Hắn phải sắp xếp con đường này như ý, đẩy nó đến cực hạn mới có thể phá quan. Con đường chưa ai đi qua, đòi hỏi hắn phải cân nhắc nhiều lần trong những năm tháng tiếp theo hắn hành tẩu trong các vũ trụ khác nhau đọc thuộc hết hoa văn tự nhiên của vạn vật sáng tạo và sắp xếp tinh hoa trong kinh văn của chính mình hoàn thành tu hành pháp từ phàm nhân đến hồng trần tiên đến giai đoạn cực điểm cũng đã thành quen thuộc không những vậy hắn gần như đã khám phá ra con đường tiến tới cấp độ thiên vương khi hắn gọi xếp bằng vô số phủ văn trận vực vây quanh hắn bản thân hắn là đạo có trật tự đan xen pháp tắc đan tràn như thể đang khai thiên tích địa nơi hắn đứng chính là đạo diễn dịch trong một bộ kinh quyền vô địch nhưng hắn vẫn không đi phá quan mà chọn một nơi yên tĩnh lấy lọ đá cùng viên hạt giống kia ra ngoài trong những năm tháng dài vở trường hắn bước đi từ đại thế giới này đến đại thế giới khác tự nhiên thu thập được nhiều loại hy trần dị thổ rồi cất vào trong lọ hạt giống bén rễ bắt đầu lớn lên biến thành một cây đại thụ. Khi nụ hoa nở rộ, bầu trời tràn ngập vân hoa óng ánh, vô số hạt linh lạp tử bay múa bao phủ sở phong. vân hoa hiện tại tương ứng với cấp độ hồng trần tiên, đúng như hắn dự đoán. Nó không khiến hắn biến đổi, máu thịt và tinh thần hắn vẫn không thay đổi gì. Hắn âm thầm gật đầu, điều này chứng tỏ hắn quả thật đã đứng trên đỉnh kim tự tháp trong lĩnh vực này, đã tiến hóa đến mức không thể mạnh hơn được nữa. Chỉ có phá quan. Hắn thoát khỏi con đường phấn hoa. Trận vực tiến hóa như hôm nay đã đủ mạnh mẽ và hoàn thiện. Ngay cả hạt giống này cũng mất đi ý nghĩa đối với hắn. Có lẽ hắn có thể dùng đó để kiểm tra bản thân như hôm nay. Trong tàn tích năm tháng đó, 125 vạn năm, sở phòng, lập thân thành đạo, hào quang bao phủ mạnh mẽ phá quan, chính thức bước vào lĩnh vực tiên vương. Sau khi trở thành tiên vương, sở phong không dừng lại. Trong mấy vạn năm tiếp theo, hắn vẫn hoàn trời chiếu đất như cũ, đọc hoa văn tự nhiên. Hắn đã đi qua rất nhiều nơi, đại thiền thế giới, hết vũ trụ này đến vũ trụ khác, linh khí cạn kiệt. Dẫn núi sông, trong vùng tuyệt địa đều lưu lại bóng dáng của hắn. Không hề nghi ngờ rằng đây là một con đường cô độc. Nhiều năm rồi, hắn vẫn luôn một mình đi lại trên phế tích đổ nát cô đơn trẻ bóng. Trong nhiều năm, hắn không tiếp xúc với những sinh linh khác, chứ đừng nói đến việc đối thoại, trò chuyện với người khác. Khi tình cờ dựng chân, quay đầu nhìn lại trước kia, hắn sẽ có dao động cảm xúc. Sau lưng là một màn sương mù không còn lại gì cả. Mọi người đều bị chôn vùi trong quá khứ. Trên thế gian, thậm chí không còn một dấu vết nào của bọn họ. Toàn bộ lịch sử cổ đại đều không còn bóng dáng của những con người đó chỉ có sở phong nhớ tới họ chưa từng quên đi quá khứ mang trên mình gánh nặng hắn một mình khám phá con đường tiến hóa trong niên đại mà thế giới không còn tu sĩ trên con đường tiến hóa tháng năm đáng sợ đã đá chôn vùi vào cắt đất triệt để hắn lấy thần lập đạo một mình mở đường tiến lên niềm tin của hắn chưa từng dao động từ khi con đuôi sở khang tỏa hóa sở phong không còn ai cùng nói chuyện nữa trong suốt những năm tháng dài thăng trầm của thế giới, sự hưng suy của các chủng tộc trên thế giới. Hắn gì thế độc lập, tưởng chừng như xa cách với thế giới, nhưng hắn lại cảm thấy một nỗi cô đơn khó tả. Đôi khi hắn sẽ dừng lại, lắng nghe những dư âm của sự yên lặng vĩnh cửu, nhưng những gì hắn có thể cảm nhận được là sự hoang tàn hơn nữa. Còn có cổ sự bi thương đồng đậm không thể hóa giải được. Sương bù trào dâng, dưới màn đêm vĩnh cửu chỉ có một mình hắn gánh nặng tiến về phía trước gặm nhấm nỗi cô đơn tích tụ bởi những năm tháng đen tối ấy mãi cho đến một ngày hắn bước ra khỏi tàn tích nơi đại hoàng thâm sâu nhìn thấy ánh đèn của hàng vạn ngôi nhà nhân gian rực rỡ hồng trần phồn hoa trong lòng hắn mới có một làn sóng dao động có chút buồn nước mắt ấm nóng sắp trào ra từ trong khóe mắt khói lửa thế gian kia nhân sinh vạn tượng kia khiến cho lòng hắn xúc động mạnh. Đã lâu rồi hắn chưa nói chuyện với ai. Thế giới mình bồng đã thế, mà hắn cũng không thể tìm thấy một người có thể giao lưu và thổ lộ. Dù ánh đèn phía trước sáng lạng, nhưng hắn lại thoát ly ra bên ngoài. Cảm giác như chỉ còn lại một mình hắn nơi đây. Ta đang hoài niệm nhớ nhung quá khứ sao? Hắn tự nhủ, quay đầu nhìn lại, như thể nhìn thấy đại thế huy hoàng mà hắn từng sống một lần nữa gặp lại những người đó, nghe thấy tiếng thì thầm của họ vượt qua không gian và thời gian vĩnh hằng truyền đến. Trong lòng hắn đang tưởng niệm, những người đó sợ phong ngóng nhìn từ xa. Hồi lâu sau, hắn đột nhiên xoay người không hề quay đầu lại nữa, sải bước tiến về phía trước. Hắn biết rõ mình nên làm gì. Hồng Trần trực rỡ này, thế gian phồn hoa này chẳng qua đều là cát mà hắn không thể nắm giữ bằng những ngón tay những đo hòa héo tàn trong năm tháng không cho phép hắn dám dừng chân và lãng phí thời gian của mình. Tàn tích đã tồn tại hơn 200 vạn năm. Sở phong không biết đã ra vào bao nhiêu đại vũ trụ rồi. Ôm tinh hà, hạ cầu u, phân tích tuyệt thế của hung địa. Thực lực của hắn không ngừng lớn mạnh đạt tới hậu kỳ tiên vương. Nhưng con người hắn lại càng ngày càng trầm mặc, vô cùng rẻ rặt khi đạt tới cực điểm hồng trận tiên hắn có thể đối kháng với tiên vương chứ đừng nói chi tới cấp độ này nếu như trừ vương sống lại muốn ngăn cản hắn một tay trấn áp cũng khó tiên vương đã mở ra thế giới chưa kể đến tiên vương vô địch có thể lập nên tạo trận của mình ở trong hỗn độn diễn dịch vũ trụ tinh không nhưng đối với một cường giả như sở phong trong những năm tháng không thể thành tiên trong thời đại tuyệt linh mà hắn có thể đạt đến bước này nếu đám chư vương bà biết được chắc sẽ vô cùng chấn động đại đạo sụp đổ trật tự bị phá vỡ thế gian không có đạo mà ở trong thời đại tuyệt linh này sở phong lại đấy thân mình mở đường thật sự là có chút khó tin trong những năm tháng gian nan như vậy nếu hắn mở ra một vũ trụ mới lại thêm lấy thân lập đạo thân ở nơi đâu thì đó là nguồn gốc sinh ra của pháp tắc và trật tự tự nhiên có thể khiến một thế giới bừng bừng sức sống được mở ra. Vạn vật sinh sôi nảy nở, linh khí khôi phục, bước vào niên đại tu hành sáng lạng. Nhưng hắn không làm như vậy. Nếu không quét sạch ách thổ, cho dù một đại thế hoàng kim sinh ra cũng không có ý nghĩa. Nếu sinh linh bất tường tìm đến, liệu hắn có thể che chở một thế giới không? Hiển nhiên là bất lực và chỉ làm tăng thêm máu cùng nỗi bi thương. Một năm ấy, Sở phong từ trong đại vũ trụ khô kiệt bước ra, thâm nhập vào hỗn độn. Theo sách sử ghi lại, hành trình hắn đi cực kỳ đáng sợ, lạc lối quá xa khỏi chư thế. Khi trừ vườn đến khu vực như vậy, đều bị lạc, không tìm được đường về. Sở phong vẫn không hề dừng lại, tiếp tục tiến về phía trước. Ngoài việc vô tình hái được một số linh vật hỗn độn mở, hắn đã từng chạm vào một số hoa văn hỗn độn không tiêu đoát ở vùng nguyên thủy chi địa này. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, như thể đang đọc một bộ kinh thư hỗn độn dùng để hoàn thiện con đường của riêng mình. Mãi cho đến khi hắn cảm thấy mình đi đã đủ xa, chắc chắn rằng nơi đây đã đủ hoang vu, hắn mới bắt đầu sắp xếp, thân trí chuyển động, dùng quanh hắn xuất hiện những đường vân rực rỡ, khai thiện tích địa, xóa bỏ hỗn độn, như thể hắn sắp diễn dịch một đại thế giới tươi sáng. Thực tế thì không phải như vậy, hắn chỉ đang khắc họa phủ văn bố trí trận vực trong hỗn độn, nghiệm chứng pháp và con đường sở ngộ. Trong nháy mắt, hoa văn nở rộ đầy trời, hóa thành tiên kiếm quát ngang qua, kinh thiên động địa. Biển hỗn độn vỡ nát, trực tiếp chém ngang một vườn của thế giới. Nhưng vào khoảnh khắc tiếp theo, toàn thân của hắn phát quang, như thể nguồn gốc của đảo, đàn sen vô số chuỗi trật tự thần liên, lan tràn, dẫn đến đục hợp mát hoang. Một tiếng bùm vang lên, trực tiếp xuyên thủng thiên địa rộng lớn vừa được mở ra. Quy tắc như đào xẹt qua cản khôn, khiến thiên địa hoàn toàn tan rã. Hỗn độn tái diễn đại. Sau đó vô số phủ văn xuất hiện trong hỗn độn, giống như từng ngôi sao đối tiếp nhau, không ngừng sắp xếp và gây dựng lại. Diễn dịch các loại trận vực sát phạt, hình thành khí tức khủng bố, đủ để các tiên vương đã chết đều phải kiếp sợ. Cuối cùng, một trận vực hùng vĩ xuất hiện trùng quang vô tận bay tới hướng về phía sở phong. Bất cứ tia sáng nào trong trùng quang này đều đáng sợ, có thể diện tận gốc một tộc, có thể uy hiếp sinh tử của tiên vương. Kết quả bầu trời tràn gặp tia sáng bao trùm lấy sở phong. Trong trùng quang đó có hỗn độn lôi đỉnh, có thể so sánh với thiên kiếp mạnh nhất, một đoàn đủ để chia cắt vũ trụ, có độ quyền âm dương hỏa quyền, khi bao trùm xuống nó sẽ phá vỡ thời gian và không gian, còn có kiếm quang chói mắt quét ngang khai thiên tích địa sắc mặt sợ phòng không có biểu cảm gì chỉ một mình đứng ở nơi đó dùng thân thể kháng cự hắn đi trên con đường trận vực tiến hóa không phải để khắc phục phủ văn hay là vượn sinh vật ngoài đất trời để tiêu diệt kẻ địch mà là muốn sử dụng trận vực để thực hiện sự tiến hóa của bản thân hiện tại hắn đang luyện thể kiểm nghiệm xem máu thịt của hắn mạnh đến mức độ nào muốn luyện ra một cơ thể bất diệt vô địch. Dù gì thì đối thủ của hắn cũng không chỉ có một hai người, mà là cả một cao nguyên. Thật sự rất khó nói, ở trong đó rốt cuộc có bao nhiêu sinh linh quỷ dị. Hiện tại trong ách thổ có bốn vị thủy tổ, ba vị tiền đế, nhưng hắn sẽ không quên rằng ở tận cùng cao nguyên có vật chất nguyên sơ, chắc chắn sẽ có tiền đế lấp vào vị trí lĩnh vực thủy tổ. Thực tế quá gian nan, Mỗi khi nghĩ đến những điều này Sở phong đều cảm thấy chán nản Cảm giác như bị nghẹt thở Hắn nhất định phải đem hết khả năng Để cải thiện bản thân mình Mạnh đến vô địch cổ kim Nếu không thì hắn cũng không cần thiết Phải đi đến vùng cao nguyên đó Sẽ chỉ mất mạng oan uổng mà thôi Ở đời thầm sâu nhất của hỗn độn Hồn quang của sở phong cũng xuất hiện Chịu đựng những sự xung kích của trùm sáng Đáng sợ đó Hắn vẫn bất động mặc cho sấm xét và kiếm quang giáng xuống. Rất lâu sau đó, nơi đây đã yên lặng trở lại. Sở Phong dùng sức mạnh thần thông của mình để san bằng mọi thứ. Hỗn độn dần trào, nhấn chìm mọi thứ trong tàn tích của 243 vạn năm. Sở Phong triệt để hoàn thành thôi diễn con đường lĩnh vực tiên vương, mở ra pháp và đạo thuộc về riêng mình. Hắn ngồi khoanh chân ở đó, kinh văn tự hiện chiếu, lượn đờ xung quanh hắn, chậm rãi lan tràn ra để khôi phục sự sống cho thiên địa khô kiệt. Tuy nhiên trong nháy mắt, tất cả kinh văn đều mở đi. Hắn lấy thần lập đạo, vô số trật tự quy tắc đều quay trở lại trong thân thể hắn. Dấu vết của đại không còn xuất hiện nữa. Bất luận hắn mạnh đến mức nào, chỉ cần không giết thủy tổ, hắn sẽ không đổ diện, không thể thay đổi bất cứ trạng thái tuyệt linh nào trong đại thế giới đã khô kiệt. Vài năm sau, hắn tiến vào một vùng vũ trụ tàn tạ phát hiện trong một địa thế cực kỳ đặc thù có thể uy hiếp mạnh mẽ đến hắn trên thực tế vũ trụ này không có sự sống trực đống đổ nát là hung địa tất cả sao trời đều mang tử khí sau khi nghiên cứu kỹ càng sở phòng kinh ngạc phát hiện mảnh đất hoang tàn này trùng khớp với địa thế từng xuất hiện trên lọ đá hắn có lý do để hoài nghi đây là vùng đất cội nguồn Năm đó khi lọ đá thỉnh thoảng khôi phục phát quang, đường vân xuất hiện trên lọ đá. Có không ít địa thế sông đuối. Hôm nay hắn ở đây, nhìn thấy nơi nơi rất tương xứng với địa thế cội nguồn. Trong những năm qua, hắn đã nhìn thấy quá nhiều hung địa phức tạp. Nhưng sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng, theo hắn thì tất cả vùng đất đó chẳng qua cũng chỉ như vậy. Bây giờ vẻ mặt hắn trịnh trọng hơn. Dù gì thì năm xưa, khi lọ đá khôi phục, đã từng phản chiếu một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Có đế bị nuốt chửng, không lường trước được sự kinh khủng bên trong địa thế cổ xưa. Đương nhiên hắn biết rằng nó có liên quan đến cổ địa phủ và nơi tận cùng cao nguyên. Cả hai con mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Sở phòng dừng bước chân, không đi xa nữa, bắt đầu nghiêm túc phân tích vùng tuyệt thế hung địa này. Đã từng giết đế, cho dù là chuẩn tiên đế hay là tiên đế trần chính đều báo trước một nguy hiểm tột độ. Vì vậy Sở Phong rất bình tĩnh và thận trọng. Hàng ngàn năm sau, tùy hắn ở cảnh giới tiên vương, nhưng dần dần tiến sâu hơn vào bên trong tuyệt địa này bằng những thủ đoạn thăm dò trận vực cổ kim vô song. Nói chung vùng hung địa này, tuy đổ nát, địa thế có hơi thay đổi, nhưng nó vẫn là điểm chí mạng đối với tiên vương. Nếu không phải thủ đoạn trận vực của sở phong vang dội cổ kim với tiền vương thần của hắn, căn bản không thể xâm nhập vào khu vực khủng bố này. Tuy cực kỳ nguy hiểm, nhưng những gì hắn thu hoạch được ở đây cũng rất lớn. Phần tích trả quá nhiều hoa văn đáng sợ, bù đắp cho con đường của chính mình. Dù sao tiền vương đối với hắn thì vận tính đã đang trên đường hoàn thiện, không thể dừng lại mà thấy hài lòng. Hắn đã chuẩn bị cho con đường chuẩn tiên đế rồi. Các loại hoa văn địa thế ở đây đối với hắn có giá trị kinh người. Mười mấy vạn năm, sở phong vẫn không rời đi. Cho đến một ngày, hắn rơi vào một con đường cổ dày đặc như mạng nhện. Hắn mới thức tỉnh. Hắn thâm nhập vào nơi sâu nhất của địa thế, phân tích một đường, thế mà đã xông vào lối đi của cầu địa phủ. Liên quan đến địa phủ, thế gian từng có quá nhiều truyền thuyết cùng phỏng đoán. Một con đường địa phủ được mở vì hậu nhân nhiều hoàng thiền đế từng tự tay đào qua cổ địa phủ nhưng không tìm thấy điểm cuối cuối cùng hắn còn tự mình mở ra một đoạn trong đó ngoài ra những sinh kinh quỷ dị cũng từng chiếm cứ một phần con đường cổ địa phủ nối nó với cao nguyên trên thực tế không ai có thể giải thích rõ ràng chuyện gì đang xảy ra trong địa phủ cổ lão nhất có người nói là thiên địa tự nhiên diễn dịch mà thành nối với trời xanh nối với dương gian nối với vũ trụ đại thiên thông đến tất cả thế giới thần bí và khó lường một đoạn đường bị bỏ hoang sở phong đứng trong bóng tối nhìn xem con đường rậm rạp đưa ra phán đoán con đường này khá hoang vu ngay cả những con đường được kết nối khác cũng như vậy hoa văn bờ nhạt nhiều khu vực thậm chí còn bị phá hủy hoàn toàn sớm đã hoang phế từ lâu sở phong chậm rãi đi xuống vẻ mặt hắn đăm chiều thăm dò hoa văn còn sót lại dọc đường đi của cầu địa phủ dụng tâm nghiên cứu và phỏng đoán điều này đối với hắn rất quan trọng cuộc hành trình này kéo dài đã hàng vạn năm cuối cùng hắn từ một con đường giống như mạng nhện đi đến một đại vũ trụ khác trong thời đại tuyệt linh sau khi sở phong đi ra hắn trực tiếp khoanh chân ngồi tại chỗ nhắm mắt lại suy nghĩ về nghiên cứu về những hoa văn mình nhìn thấy sau đó hắn rơi vào trạng thái thất thần bất động hoàn toàn đắm chìm trong thế giới trận vực tiến hóa. Hắn đang thổi diễn tiến vào bước hoàn thiện đạo của mình. Một năm, hai năm, hàng vạn năm đã trôi qua, hắn vẫn chưa từng tỉnh lại, vẫn đang diễn đạo trong thế giới nội tâm của mình. Năm tháng như đao san bằng sơn hà, cắt đứt biển hồ. Bên trong biến thiên của thương ngại tăng điển, sở phong bị bụi bặm che khuất, bị bùn đất bao trùm chìm vào trong đất, bị bao phủ bởi những ngọn núi sụp đổ cho đến một ngày từng trận kinh lôi vạn vật khôi phục mí mắt của hắn cũng chỉ hơi run lên nhưng hắn không tỉnh lại ở thế giới nội tâm hắn đang xây dựng một con đường thông đến đạo tổ lại là hàng vạn năm trôi qua vùng đất hoang tàn vắng vẻ bắt đầu có sinh linh đặt chân đến hắn không hề nhận ra cho đến khi có người đào xuyên qua vùng núi lúc sắp đảo hắn ra thì hắn mới có cảm giác tuy vẫn ở dưới lòng đất bị đất đá chôn vùi nhưng sở phong ngay lập tức nhận thức được linh khí bên ngoài rất phong phú thế giới bừng bừng sức sống thời đại tuyệt linh không biết từ lúc nào sớm đã trôi qua rồi có một số sinh vật tiến hóa đang mở núi đào duyên lòng đất khám phá ra khu vực này theo sách cổ bần đạo nghĩ rằng vùng địa thế này rất tuyệt vời dưới mặt đất thành ngén tạo hóa dị chân là một nơi nghịch thiên cải mệnh chúng ta đã gần tới nơi rồi Đạo trưởng học cứu thiên nhân, trong lĩnh vực phong thủy đương thời không ai có thể sánh bằng. Nhìn vào lịch sử xa xưa, không có nhiều bậc tiền bối có thể sánh vai cùng đạo trưởng. Chúng ta tự nhiên rất tin tưởng và bái phục người." Đạo. Bên ngoài có một cuộc đối thoại như vậy truyền đến. Sở Phong không hề động đậy, mặc cho đất đá bên trên có giảm đi bao nhiêu. Trong lòng hắn vẫn đang suy nghĩ sâu xa, tiến hành thôi diễn cuối cùng. Con đường thông đến đạo tổ con đã coi như hoàn thành rồi. Trời ạ, à, đào ra được nhân vật tạo hóa rồi. Thiền địa dị trân, đây là một gốc đại dược hình người. Vài người cảm nhận được dưới bùn đất có thứ gì. Mùi thơm tiền đạo chuyển tới. Thậm chí còn kinh ngạc hơn cả những loại trái cây linh thiêng nhất trong truyền thuyết. Mùi thơm nhẹ nhàng khiến người ta có cảm giác như muốn phụ hóa phi thăng. Lỗ chân lông toàn thân giãn nở ra, mà bùn đất bao trùm lấy đại dược trông hơi giống hình người ngồi xếp bằng thân là tuyệt đỉnh tiên vương tuy sở phong bị bùn đất bao phủ nhưng trên cơ thể không có bụi bẩn tuy sở phong đã khắc chế tất cả dấu vết tạo và quy tắc sẽ không làm tổn thương đến mấy người bên ngoài nhưng bụi thơm đầy khí tức của tiên tế trong năm tháng dài đằng đẵng đến nay vẫn còn thấm trong lòng đất và bị bọn họ ngửi thấy đại dược hình người Ôi không, trời ạ, à, tổ sự ở trên cao, bận đạo đã đào ra thứ gì thế này? Đạo diễn họ trợn mắt, há mồm, hoàn toàn kinh hãi. Bởi vì bọn họ thế mà đào ra, một người sống sợ sợ. Không, rất nhanh hắn đại phủ quyết, đó không phải người. Nhân tộc thân thể báo thịt, sao có thể chôn dưới phế tích tiền sử phụ tận năm mà không chết? Thần tiên ở trên cao, liệt tổ liệt tông hiển linh, chúng ta gây ra họa rồi. Tiền bối, Bọn ta vô ý mạo phạm, xin thứ lỗi. Mấy người phản ứng không chậm, nghẹn họng trân trối nhìn qua, nhanh chóng hành đại lễ, vội vàng nhận lỗi. Trong lòng không ngừng bồn chồn Hôm nay gặp tiên, hay là đào ra lễ quỷ đây? Bọn họ tuyệt đối không gỡ tới, hào hết tinh khí, tiêu hào hết tất cả pháp lực, cuối cùng lại đào ra vật sống từ nơi gọi là vùng đất nghịch thiên cải mệnh này. Thực lực mấy người không tầm thường, dựa theo chỉ điểm của vị đạo trưởng có thể định sơn hà tới đây đục xuyên đổi núi đào ra tầng đất vốn tưởng rằng có thể có đại cơ duyên hiện tại cẳng chân bụng giá bị chuột rút không nhịn được mà run lên sở phong chậm rãi đứng dậy lớp bụi ngoài bị hào quang trên người chấn rơi ngay cả tóc đen đều mang vẻ bóng mượt óng ánh lộ ra chân dung hắn vẫn như xưa vẫn giữ khuôn mặt trẻ tuổi chỉ là bây giờ trong mắt hắn đã ít đi sắc bén bình thản nhiều hơn. Hắn trầm tĩnh như biển lớn như vực sâu, cho người ta cảm giác thần bí không thể lường. Trường quy không phải ngươi. Sở phong nhìn đạo sĩ, lúc ở dưới mặt đất, hắn còn từng cân nhắc một tia kinh ngạc. Nhưng đến bây giờ, chỉ bình tĩnh nói ra một câu như vậy. Khí chất và thủ đoạn của đạo sĩ cực kỳ giống xác thối ở chung với cầu hoàng. Đang núi sông thăm dò di tích cổ, lại còn đặc biệt sở trường quật mộ đào mộ hai mắt của sở phong vượt ra hỏa nhãn kim tinh bình tĩnh nhìn trăm trăm đạo sĩ béo trùng điên từ trước người hắn có thể ngược thời gian bắt được chuyện quá khứ truyền quyền đến hắn đã từng học kinh thư nào hai bộ sách cổ không toàn vẹn tào kinh đoạn kinh lấy hình thức hình và chữ để lại cho hậu nhân diễn dịch không ít thủ đoạn của xác thối ngày xưa đáng tiếc tên tào vũ sinh và đoạn đức xác thối từng dùng đều đã không thể hiện ra giống như người từ trong cổ sự ma diệt. Ngay cả hai bộ kinh thư này thực ra cũng là đệ tử hậu bối của đoạn đức khắc. Nếu không, nếu là xác thối tự tay khắc ra cũng nhất định sẽ tiêu tán thành tro. Sở phong gật đầu có trách cảm nhận được khí chất như đã từng quen biết. Đây là người thừa kế cách đời của xác thối chỉ đạt thực lực quá thấp miễn cưỡng có thể ngự không phi hành. Thời đại tuyệt linh sớm đã kết thúc mười mấy vạn năm Bây giờ đã lúc xuân về mặt đất Và vạn tình khôi phục Thế nhưng vẫn chưa từng có tiến hóa giả cường đại Chủ yếu là giữa năm tháng tàn khư Hơn 200 vạn năm qua Cả thế gian không có tu sĩ Tất cả con đường tiến hóa đều đã đứt Các loại truyền thừa diệt sạch Cho đến khi đình khí thiên địa càng ngày càng nâu đậm Có người đần mò trong một vài con đường Sau đó còn đào ra không ít những văn bia khắc đá từ dưới mặt đất Bị người ta không ngừng giải mã tiền hóa giả mới dần diệu lên. Bài kiến tiền bối Sau khi mấy người vượt qua nỗi sợ ban đầu, tất cả đều tin chắc rằng đây không phải đệ quỷ. Khi cơ quanh người đối phương tuy nội điểm, nhưng loại khí chất ôn hòa và xuất thế kia tuyệt đối không phải quỷ vật tiền sử gì gì đó.